Xin mời thầy giới thiệu các em cách để chúng ta đăng nhập vào tài khoản Zoom lớp học trực tuyến bằng điện thoại. Để vào được thì các em phải cài đặt phần mềm Zoom trên điện thoại. Đây là phần mềm Zoom, ta sẽ mở phần mềm Zoom ra. Đấy. Thì các em sẽ chọn vào phần Zoom Meeting. Đấy, Zoom Meeting. Sau đó các em nhập địa chỉ ID do giáo viên cung cấp. Nhập địa chỉ ID do giáo viên cung cấp. Sau đó các em ấn vào phần đến. Đấy. Sau đó các em ấn vào Zone Meeting. Thì nó sẽ đòi hỏi cái mật khẩu. Chúng ta sẽ đặt mật khẩu vào. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ ấn tiếp vào phần Zone with Video. Và lúc này thì trên màn hình chúng ta đang hiển thị cái dòng này, có nghĩa là các em đang phải đợi cái giáo viên họ chấp nhận thì các em mới được vào, vì các em đang ở phòng chờ. Để khi giáo viên chấp nhận thì các em đã vào được. Và cái phần Convi Audio này thì các em phải ấn vào thì ta mới mở được mic và sẽ nghe được giáo viên nói chuyện, vì mặc định của Zone là đeo tai nghe đấy, nên là các em phải ấn vào cái trong chữ đấy hiển thị. Và khi vào thì các em sẽ phải tắt tiếng này đi đấy, để cho lớp học của ta nó được yên tĩnh. Đấy. Và cái phần video này thì các em không được phép tắt. Lúc nào tao để chế độ mở như này. Đấy, nếu ấn như này thì sẽ là tắt. Đấy, nên ta sẽ phải để ở chế độ mở. Đấy. Còn có phần chia sẻ màn hình, đây là phần share để chia sẻ màn hình. Đấy, chúng ta thể chia sẻ. Đấy, rất là nhiều thứ này. Ta để chia sẻ cái màn hình của chúng ta này. Chia sẻ dữ liệu này, chia sẻ hình ảnh này. Đấy, ví dụ ở đây thầy muốn chia sẻ cái màn hình. Đấy, thì ta ấn vào đây để chia sẻ màn hình và ta ghi là bắt đầu ngay. Đấy, đấy là cách để ta chia sẻ cái màn hình. Đấy. Em thấy là cái màn hình chúng ta đã được chia sẻ. Đấy, khi ta muốn tắt chia sẻ thì ta sẽ xuất chia và sẽ tắt. Đấy. Đấy là cái cách để ta đăng nhập vào Zoom bằng điện thoại. Đấy. Xin chào tất cả các em, hẹn các em ở các video tiếp theo. Người ta sẽ thoát hoặc dùng bằng cách là leave a meet. Đấy, là các em đã thoát khỏi cái phần mềm. Đấy, nhưng cái phần thoát này thì các em không được làm, mà phải đợi khi giáo viên kết thúc bài học thì các em mới được thoát ra.